Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh ITP Club Channel. Tôi là Nhất Ichimoku, hiện tại tôi đang sinh hoạt trong tổ tư vấn tín hiệu của câu lạc bộ ITP và đồng thời cũng là thành viên của câu lạc bộ ITP được nhiều năm qua. Thì như thường lệ thì cuối tuần chúng ta sẽ có một bản tin đánh giá những cái diễn biến của vàng trong cái tuần tới. Thì như thường lệ thì trước khi đến với cái bản tin của tuần tới thì chúng ta sẽ review lại một chút cái bản tin trong tuần trước. Trong tuần trước cái kịch bản của chúng ta về dài hạn cũng như trung hạn và ngắn hạn nó cũng là một cái vị thế buy tại cái vùng này. Thì anh em có thể nhìn thấy rằng là ở một cái khung đồ thị tuần thì trong cái tuần vừa qua nó đã có những cái tín hiệu tích cực một phần nào đấy, thì nó cũng có khả năng bật tăng tại cái vùng này. Đó là về dài hạn, thì trong buổi trước chúng ta đánh giá là đây nó là một cái vùng hỗ trợ rồi, và đối với anh em vàng vật chất thì có thể là buy ở cái vùng hai cái cây đến này. Hai tuần trước tôi đều có khuyến nghị là anh em là vào chất là có thể buy dần ở cái khu vực này rồi. Còn đâu đối với một cái vị thế của khung ngắn hạn thì cái vùng này, khi mà cái bản tin của chúng ta thì nó ở cái vùng này, cái vùng giá này, thì tôi có con nhận định rằng khả năng nó sẽ tiến đến cái vùng 1752 đúng không? 1752, 1751 này thì nó cũng đang tiến gần đến vùng 1752, để nó đến cái vùng 1741 gần 42. Và khi nó tiến đến cái một cái vùng cản 1741, 1742 này thì nó xuất hiện cái vùng giao găm ở đây. Thì trong những cái xu hướng về trong khung trung hạn cũng như dài hạn, mình cũng xác định một cái vị thế tăng rồi. Chính vì vậy thì sau khi nó điều chỉnh từ cái vùng cản này, mình đã có một cái lệnh bắt ở cái vùng hỗ trợ ở bên dưới đây, nó là vùng 1701, 1702 này. Đó, thì cái lệnh ở room VIP đây mình cũng ra cái lệnh ở room VIP trong cái buổi chiều ngày hôm qua, đúng không? Mình đã xác định được trong trung hạn thì khả năng nó tăng rồi. Chính vì vậy nó điều chỉnh là cái lệnh của mình chủ yếu là cái vị thế buy nhé, chứ còn cái vùng này sell là cũng rất là nguy hiểm nếu giả sử nó có những cái cú hồi nó bật tăng, đúng không? Thì về trung hạn thì nó đang củng cố trong cái vị thế bật tăng, thì cái lực hiện tại ở cái khung H4 mà nó bật tăng lên như này thì bật tăng lên cái vùng đỉnh này và nó sẽ có những cái tín hiệu bật tăng ở khung ngắn hạn ấy. Đó, như vậy thì nó vẫn đang có một cái lực hút về cái vùng cân bằng bên trên này là 1752. Như vậy thì cái vùng 1752 của chúng ta thì nó đã có cái sự điều chỉnh này. Đây, trước đó thì nó ở cái cây nến này, đúng không? 1752. Thì trong 5 ngày vừa qua thì cái Kiju này nó có chuyển xuống, thì khả năng thì nó lên đến 1748. Hiện tại nó vẫn đang xác nhận một cái vùng 1748 này, 1.48, 1747 này. Ok, cơ bản như vậy thì cái bản tin nhận định vàng tuần trước của chúng ta cả về ngắn hạn và dài hạn thì cơ bản nó khá là bám sát với thị trường trong cái tuần vừa rồi. Vâng, trở lại với bản tin cái diễn biến vàng trong tuần tới thì chúng ta như thường lệ thì chúng ta sẽ đánh giá từ những cái khung dài hạn trước để anh em vàng vật chất cũng như là anh em buy sell vàng dài hạn sẽ có những cái góc nhìn về những khung dài hạn. Dài hạn thì vàng nó vẫn đang trong một xu hướng tăng, đúng không? Nhưng mà nó đang trong một cái nhịp điều chỉnh về đến cái vùng hỗ trợ rồi, thì cũng phải đến 3-4 tuần gần đây thì mình cũng có khuyến nghị anh em là có thể là buy từ cái vùng này được rồi, bởi vì sau khi nó có cái sự tăng mạnh thì nó đã có cái sự điều chỉnh mạnh về đến những cái vùng hỗ trợ rồi, thì đây cũng có khả năng nó sẽ là cái vùng đáy ngắn hạn, có khả năng nó sẽ là vùng đáy ngắn hạn. Mình nhìn thấy cái tín hiệu nó đang rất tích cực cho một cái vùng đáy trong trung dài hạn đó, trong trung dài hạn thì đó, thì cái lực hút giá về cái vùng cân bằng này 1781 này. Đến thời điểm hiện tại nó là vùng giá 1781 nhé. Đó, 1781 cái vùng cân bằng này. Và khi về đến cái vùng cân bằng như thế này, nó có khả năng vượt cái vùng cản này và đi lên cái vùng đỉnh này luôn. Đó,
vượt lên vùng đỉnh vùng cản này và đi lên vùng đỉnh này luôn. Đó, có khả năng nhé. Còn đâu về đây thì khả năng chắc chắn nó sẽ có cái sự điều chỉnh là cao ở đây, sẽ có cái nhịp điều chỉnh độ. Đó. Nhưng cái mà chúng ta cần chú ý đây là nó có khả năng là đáy của vàng trong dài hạn. Tính đến thời điểm hiện tại, đúng không? Nó có cái nhịp điều chỉnh như này, nó có khả năng là cái đáy trong dài hạn. Thì đối với dài hạn thì mình cũng đánh giá mấy tuần gần đây rồi là anh chị em mà buy vàng vật chất cũng như là buy vàng chỉ số dài hạn thì đây là một vùng có thể là anh chị em có thể là buy được. Bởi vì nó đã về đến vùng hỗ trợ và có những cái cú giảm mạnh rồi. Cái đặc điểm của vàng thì sau khi những cái cú giảm mạnh nó sẽ có những cái cú phục hồi và cú bật tăng mạnh. Đó là về góc nhìn và những cái khung dài hạn là như vậy. Ok, để củng cố cho một cái vị thế dài hạn, liệu rằng nó có tiến lên cái vùng này đúng như nhịp này hay không, thì chúng ta sẽ check lại những cái khung trung hạn và khung ngắn hạn. Đó, thì về khung week, khung weekly, khung tuần ấy, thì trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng, trong tuần trước thì chúng ta cũng nhận định là vàng nó có khả năng nó bật tăng từ cái vùng này. Đó thì hiện tại nó cũng đang ở trong một cái vùng hỗ trợ, thì cái khả năng bật lên cái vùng cân bằng là 1818 là cũng khá cao rồi. Thì chúng ta check lại những cái khung trung hạn xem sao. Thì vàng về khung trung hạn daily này nó đang có một cái xu hướng giảm và nó đang có cái trạng thái là khả năng bật về cái vùng cân bằng phía bên trên này. Trước đó là một trong cái bản tin tuần trước thì mình có đặt ra cái bản là khả năng nó về 1751. Nó 1751, 1752 thì trong cái tuần vừa qua là cái đường trung bình của nó điều chỉnh xuống một vùng 1748 này, thì hiện tại nó vẫn đang xác định khả năng có cái sự bật tăng phục hồi về đến cái vùng 1748 là trong trung hạn. Và nó liệu nó có vượt được cái vùng cản này không để cho nó có thể củng cố cho một cái vị thế bật tăng trong dài hạn như vậy, lại chúng ta phân tích đồ thị quýt, đúng không? Ok, đấy, trước mắt thì về trung hạn chúng ta sẽ đặt ra khả năng là trong tuần sau nó có khả năng là phục hồi về cái vùng giá cân bằng là 1748. Trở lại với những cái khung ngắn hạn thì để cho anh em giao dịch vàng chỉ số cũng có thể nắm bắt được cái diễn biến ở trong ngắn hạn đi như nào, thì anh em có thể là buy sell ở trong ngắn hạn. Về vùng sell thì về trung hạn thì như vậy chúng ta vừa phân tích là 1748 là cái vùng cản của nó và cũng là cái vùng giá hút về, thì chính vì vậy thì đây cũng là một cái điểm sell trong trung hạn. Thì để xác nhận cái điểm sell trong trung hạn này thì chúng ta cần xem lại những cái khung ngắn hạn hơn là khung H1 và H4 này. H1 và H4 thì hiện tại nó đang có một cái xu hướng bật tăng, đang có bắt đầu một cái xu hướng bật tăng này. Nó đang trở về những cái vùng kháng cự là trước đấy, nó trở về những cái vùng kháng cự của 1742, nó điều chỉnh trở lại này. Và đây là nó lại có một cái cú hồi bật tăng tiến về đến cái vùng đỉnh này. Thì cái câu chuyện nếu mà nó bật về đến cái vùng 1741, 1742 này thì cái việc mà nó tiến lên 1748 là không có khó, đúng không ạ? Nó đâu có khoảng bao nhiêu pip này? 1748, 4648 này. Nó tầm khoảng 50 pip thì thực sự là không khó. Thực sự là không khó. Và lên đến đây thì chúng ta trong cái tuần tới là chúng ta sẽ quan sát kỹ ở vùng này. Thì nếu nó phá cái vùng kháng cự như này, nếu mà nó phá cái vùng 1742 này thì câu chuyện là lên đến 1748 là không khó, đúng không? Thì nó có khả năng lên cái vùng cao hơn trên này là 1764. Như vậy thì những cái khung ngắn hạn nó đang cho thấy một cái khả năng rất là tích cực để củng cố cho một cái vùng đáy ở trong khung trung hạn và khung dài hạn như thế này. Thì trong cái tuần tới mà vàng nó vượt vùng giá 1741 nó rất là tích cực để ủng hộ cho một cái vị thế ở trung hạn và dài hạn, vị thế buy ở trung hạn và dài hạn. Nó sẽ củng cố cho và có khả năng đây nó sẽ là cái vùng đáy trong trung hạn, thậm chí là trong dài hạn luôn. Và từ đây về sau chưa chắc nó đã trở về đến cái vùng giá này. Chưa chắc nó đã trở về đến cái vùng giá 1680 này đâu. Đó thì trước mắt ở trong ngắn hạn đi. Thì ở trong ngắn hạn khung H1 nó đang cho thấy một cái khả năng bật tăng, một cái trạng thái bật tăng như này, thì khả năng đầu tuần tới nó sẽ có cái sự bật tăng
lên đến cái vùng đỉnh này 1741 này, đây cũng là cái vùng cản của nó rồi. Nếu nó phá được cái vùng 1741 này, nó sẽ bật tăng break khỏi cái vùng này, break khỏi cái vùng đáy này, nó sẽ có sự bật tăng khỏi cái vùng đáy này. Phá 1741 thì khả năng nó sẽ lên đến 1748 và thậm chí nó còn tăng mạnh hơn nữa. Thì lên đến vùng 1748 như này thì khả năng nó điều chỉnh là có, khả năng có cái sự điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn là có. Đó thì anh em mà lướt lát trong ngắn hạn thì có thể, nếu giả sử như nó phá cái vùng 1741 thì anh em có thể là buy được rồi, có thể là buy được rồi. Còn đâu nó đến cái vùng 1748 này thì chúng ta sẽ quan sát thêm tại cái vùng này trong cái tuần tới. Thì nếu như anh em nào mà chưa có room giao lưu vàng làm thì anh em có thể join vào cái room Zalo hỏi đáp forex cũng như là vàng ở bên dưới cái phần mô tả của video livestream này. Hàng ngày thì mình cũng với các anh em trong câu lạc bộ cũng sinh hoạt ở trong room đó, thì anh em có thể là giao lưu hỏi đáp về những cái diễn biến của vàng trong tuần để bám sát với những cái khung ngắn hạn như này, thì anh em có thể là giao lưu trong đó. Và đặc biệt là nếu như anh em nào mà chưa có tài khoản giao dịch vàng chỉ số thì anh em cũng thể ủng hộ hơn bằng cách tạo tài khoản ở cái sàn giao dịch vàng chỉ số cũng như là giao dịch forex ở cái sàn IC Market mà anh em trader cũng như là đầu tư giao dịch ngoại hối như vàng chỉ số tin tưởng và hay dùng, nhiều lâu năm kinh nghiệm tin tưởng hay dùng, thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm với một cái sàn khá là uy tín và chuẩn chỉnh như vậy. Thì cá nhân mình cũng như là câu lạc bộ ITV thì cũng mong muốn anh em có một cái môi trường đầu tư nó lành mạnh, tránh gặp phải những cái sàn nó cũng khá là lôm côm, và thậm chí là anh em có thể mất gấp 5, gấp 10 lần phí giao dịch nếu mà anh em không lựa chọn cái sàn uy tín và chuẩn chỉnh đó. Thì như vậy thì câu lạc bộ ITV thì với cái kim chỉ nam là hướng anh chị em đến những cái sàn giao dịch ở bên nước ngoài uy tín và chuẩn chỉnh, mức phí thấp nhất ở cái thời điểm hiện tại, thì anh em hoàn toàn có thể là tin tưởng mà tạo tài khoản ở sàn IC Market mà nhiều trader lâu năm cũng như là kinh nghiệm tin dùng. Ok, cuối cùng thì cái bản tin của tôi sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn anh chị đã quan tâm lắng nghe và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở chương trình này lần sau. Xin chân thành cảm ơn.